Vừa qua, tại đồn biên phòng Thuận Bình, Bộ đội biên phòng tỉnh Long An tổ chức lễ triển khai thực hiện mô hình con nuôi đồn biên phòng. Đại tá Nguyễn Minh Phương, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có đại diện các đồn biên phòng trong Bộ đội biên phòng tỉnh Long An, đại diện lãnh đạo địa phương và bốn cháu Bộ đội biên phòng tỉnh nhận nuôi cùng đại diện gia đình, người thân của các cháu. Tại buổi lễ triển khai mô hình con nuôi đồn biên phòng, Bộ đội biên phòng tỉnh Long An nhận nuôi 4 cháu thuộc địa bàn đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, đồn biên phòng Thuận Bình, đồn biên phòng Tương Bình và đồn biên phòng Bến Phố. Các đơn vị đã bố trí nơi ăn ở sinh hoạt học tập phù hợp cho các cháu và phân công cán bộ trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn giúp đỡ các cháu trong học tập, mua sắm quần áo, sách vở đồ dùng học tập. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Minh Phương, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, đây là một việc làm có ý nghĩa thiết thực và mang tính nhân dân sâu sắc, góp phần nâng cao dân trí, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng với nhân dân trên biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc. Theo đó, các đơn vị sẽ nhận nuôi các cháu độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc mồ côi cha hoặc mẹ hiện cư trú trên khu vực biên giới thuộc địa bàn đồn biên phòng phụ trách các cháu là con thương binh, liệt sĩ, gia đình có con với khách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. mô hình con nuôi đồng biên phòng là một chương trình mang tính nhân dân, thể hiện sự tri ân của bộ đội biên phòng đối với nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới, giúp đỡ bộ đội biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong hơn 60 năm qua, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền, an